Vừa đi xa, Hồ Ngọc Hà đã làm ngay điều này vì quá nhớ con. Yêu thương con là vậy, thế nhưng vẫn có không ít lần Hồ Ngọc Hà phải đứt ruột xa con vì lịch trình công việc. Mới đây, trên trang mạng xã hội cá nhân, Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ video call với quý tử Leon tại sân bay. Kèm theo đó là dòng trạng thái gây chú ý, yêu em bé của mẹ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Được biết, do có lịch trình công việc dày đặc tại ngoại thành, Hồ Ngọc Hà đành phải rời gia đình nhỏ, bắt chuyến bay sớm nhất để tới nơi tổ chức. Tại phòng chờ, vì quá nhớ con, Hồ Ngọc Hà đã nhanh tay gọi về nhà để gặp ngay các nhóc tì. Tại đây, hai mẹ con nữ ca sĩ đã có màn trò chuyện đầy ngọt ngào khiến người hâm mộ không khỏi tan chảy. Có thể thấy trong ảnh, Leon không giấu được vẻ phấn khích, thích thú cười tươi khi được nói chuyện với mẹ. Mặc dù bị lớp khẩu trang trên mặt che kín, thế nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra Hồ Ngọc Hà cũng đang rất hạnh phúc khi được gặp nhóc tì dẫu mới rời đi, chưa được nửa ngày. Bên cạnh đó, ánh mắt ngọt ngào nhưng có phần đượm buồn của nữ ca khi nhìn quý tử trước khi phải xa con cũng làm cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Là một trong những nhóc tì đang nhận được sự quan tâm và yêu mến nhất nhì làng giải trí Việt, Leon luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt trong mỗi lần xuất hiện. Không chỉ được biết đến khi có cha mẹ là người nổi tiếng, quý tử nhà Hồ Ngọc Hà còn chiếm trọn cảm tình cộng đồng mạng bằng tính cách đáng yêu, kháu khỉnh. Sở hữu cho mình các nền tảng mạng xã hội riêng, nhóc tì nhanh chóng thu về số lượng người hâm mộ hùng hậu không thua kém bố mẹ. Ở thời điểm hiện tại, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý vẫn luôn dành ra khoảng thời gian riêng để có thể chăm sóc và dõi theo, còn trong suốt quá trình phát triển của các nhóc tì. Bên cạnh việc đầu tư và nâng cao năng lực học tập của các con thông qua những buổi học tại lớp, nữ ca sĩ cũng thường xuyên đưa cặp đôi song sinh Lisa, Leon Vivu du lịch để có thể trải nghiệm, nhận biết thêm nhiều điều thú vị ở xung quanh.